Rồi chào cả nhà nha, hôm nay mình đến mà chia sẻ cho cả nhà cắt lá ở đâu nè, mà không cũng có nhiều anh em hỏi anh cắt lá ở đâu. Hôm nay mình lên mình chia sẻ mình cắt lá, mình chỉ chỗ cắt cho cả nhà luôn nha. Nó là hôm nay mình đi cắt lá ở trên là Mẫn ở Vĩnh Long nè. Nó có bản sao. Nó giờ đang đi cắt lá nha, cái mặt cắt bằng cái máy dập, cắt nó đều do luôn nha cả nhà. Nó anh thợ cắt nằm miếng sắt bự, cái ảnh ghim để trên đó đó, mới dập ra miếng nhỏ nha, miếng nhỏ ra mới cắt cái lá. Vậy cái này là miếng nhỏ ta ghim nha, còn miếng bự là ta có máy đưa lên nha, có máy đưa lên rồi cắt nó tới mấy cách cắt nè. Hiện tại là mình xài cái lá là 17 mà 13 dài 33. Nó chặt ra. Nó hay cũng thích cắt nha. Nó cắt phương thức thứ nhất là cắt vuông. Cắt vuông lấy cái lá mình chở đầu qua chở đầu lại, cái mình gạch là cái lấy được 2 miếng nha. Được 2 miếng rồi. Rồi cái mới chặt vậy, gạch vậy đó cả nhà, chặt ra nó có lá đó là 33 dài 33 đó, đầu nhỏ 13 đầu bự 17. Trên đây là làm cắt lá đục lỗ nhấn cầm rồi luôn nha cả nhà, là mình mua có một chỗ đây đó. Nó phương thức thứ hai là cắt cái chiều cao của nó 33, cái lấy lá cái trở qua trở lại gạch nè, đưa vô máy cắt là rất là đơn giản luôn, đều do luôn nha. Cắt sắt vậy là ăn gia công cũng ăn ký vậy đó. Nó cả nhà xem có ai muốn làm bánh sắt này, muốn cắt lá thì lên trên Mẫn Vĩnh Long nha. Nó cửa hàng cũng rất là lớn luôn, có máy đồ đầy đủ nha, và thợ đồ mình rất là đông nha cả nhà. Để quay về cắt chặt lá cho cả nhà xem nè. Nó vẽ xong rồi đó, bây giờ cái đưa vô cái máy cắt, máy dập á. Đây là kêu máy dập. Đây là đủ máy luôn á. Máy uống rồi máy đục lỗ luôn nè, cắt nè. Cả nhà thấy nè. Dập cái cọc cái là nó rớt xuống, dập cái cọc là rớt xuống. Đó, thấy không cả nhà, rất là dễ. Mình làm là như mình ra mình đặt vậy là gì, cái đục lỗ với cầm nữa gì, cái mà làm thức tật là mình làm nha. Muốn làm nhiều thì mình muốn làm miệng nhiều thì mình uống nhiều nha. 95 thì uống 95, mét thì uống mét vậy đó. Đó, thấy không, cái này là cắt mấy cái miếng vuông này nè, vuông chặt ra 2 miếng. Có máy cỡ cẩu đầy đủ nha. Nó tới cái miếng dài này, mình gạch trở qua trở lại đó. Bây giờ cắt là lấy cũng liền băng chứ hơi sắt không có dụng nhiều nha. Dụng cũng như con đầu cuối cùng là dụng thôi. Cái máy ok cho cả nhà. Cắt xong thì qua đột lỗ là đưa qua thợ khác nha. Nó cắt xong là chuẩn bị mình đột lỗ lá. Nó qua cũng từng chuyện đoạn không cả nhà. Cái này là cái máy để đợi đột lỗ. Mình đột lỗ 20-30 nha. Nó đang chỉnh cái máy đục lỗ á. Lỗ 20-30 đặng mình xóa cầm 18 vô, cầm 18 vô cái chiều rồi 30 là chiều dài để mình lận lá lên lá xuống đó, mình lấy cái độ nghiêng lá đó. Chứ vừa hết là mình nghiêng là không có được nha. Để làm cái này là căm bánh này, căm nó xỏ vô lá luôn hai bên. Chứ khi nhầm có nhầm lần người ta làm cái căm không có xỏ vô lá.
cầm cầm không chỗ lá nó yếu hơn nha. Nó thấy cũng rất là công phu nha cả nhà, nó qua nhiều giai đoạn mới thành cặp bánh nha. Nó cái lỗ đập lỗ thấy không, bấm nhẹ cái là nó lúng lỗ liền mà nó đi bon nha cả nhà. Lá nào đều lá nấy luôn á, tại vì có nó cái cỡ đó thì đút vô mình chỉnh đầu tiên cái làm đút vô cho mình ảnh là nó đều vô luôn nha. Cỡ một luôn á. Đó là cái mẫu lá không nó gãy lỗ rồi đó. Lỗ đó xong thì ta mới chỉnh lại là đục lỗ bên đây nha. Đây một cái lá mình đục hai lỗ vậy đó. Bây giờ cộng ăn rồi mà nó đục lỗ gì lỗ 3.000 đó, cái bánh gì hay lỗ 6.000. Máy làm thì nó cứ thấy nó đơn giản, với mình chọn bằng tay nó không có đều nha, chọn tay cũng gọt được mà nó không đều, lỗ nó xấu lắm, hàng là bánh không chuẩn nữa, phải làm vậy là bánh nó mới chuẩn. Dập xong là hai lỗ lá là nhìn thấy nó đẹp liền đó. Chỉ là dập chỉ là xong đó cả nhà. Bộ bánh thì mình làm 20 lá nè, nhưng cái bánh 10 lá 1 cây cam. Đó, quá tuyệt vời chưa? Nó dàn máy này, dàn máy trên mảng nghìn lông đó, đủ máy luôn, máy uống gì, máy dập gì, máy đục lỗ, đủ thứ gì này. Làm nó này là làm đủ phương tiện mình làm luôn á. Dòng Vĩnh Long mà có tiệm này là làm đủ, nhưng mà mấy tiệm kia mình đi là vô làm không có đủ, không có đục lỗ. Mua sắt ở đâu vô không biết, mấy chỗ kia đi kiếm chỗ đục lỗ không có nha. Không là chọt vỏ đá không à, chọt đá nó không có đều. Nó tiệm đó, tiệm Mẫn Vĩnh Long không? Tiệm Mẫn Vĩnh Long nhiều tiệm lắm nha, cửa hàng lớn lắm mà rất là nhiều tiệm, đi nóc rồi sắt rồi có đầy đủ luôn á. Đó, bữa nay mình chỉ ở nhà tới đây, mình cũng dừng video nha, hẹn cả nhà gặp lại các clip tới nha. Rồi, chào cả nhà.